Sáng 17 tháng 3, các đảo ở Kiên Giang tạm dừng đón khách du lịch quốc tế để giảm thiểu tối đa sự lây lan và chủ động ngăn chặn ứng phó với dịch Covid-19. Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang yêu cầu các sở ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện ngay việc tạm dừng đón khách du lịch quốc tế. Khách du lịch nội địa đến từ các vùng dịch các tỉnh thành đang có người bị nhiễm Covid-19 và khách theo đoàn đến tham quan, du lịch kể từ 7 giờ ngày 17/3 cho đến khi có thông báo mới. Từ 7 giờ sáng nay 17 tháng 3, tại các xã đảo, quần đảo ở Kiên Giang như thành phố Hà Tiên, huyện Kiên Lương, huyện Kiên Hải và xã Thổ Châu huyện Phú Quốc sẽ tạm dừng đón khách du lịch quốc tế. Khách nội địa đến từ vùng dịch tỉnh thành đang có người nhiễm Covid-19 cho đến khi có thông báo mới. Đồng thời, tạm dừng vận chuyển du khách quốc tế đến từ các vùng dịch tỉnh thành phố có người nhiễm Covid-19 tuyến rạch giá đi Phú Quốc và ngược lại. Hà Tiên đi Phú Quốc và ngược lại kể từ 7 giờ ngày 17 tháng 3. Sáng 17 tháng 3, theo Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tỉnh vừa có công văn hỏa tốc gửi các sở ngành và ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về việc tạm dừng đón khách du lịch cùng các hoạt động tập trung đông người để nhằm phòng chống dịch Covid-19. Theo nhận định công tác phòng chống dịch Covid-19 ở nước ta đang bước vào giai đoạn mới. Trong đó tỉnh Kiên Giang dù chưa ghi nhận trường hợp nhiễm bệnh nhưng là địa phương có khả năng và nguy cơ nhiễm dịch bệnh rất cao. Do có cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, có cảng biển, tuyến đường biên giới dài tiếp giáp với Campuchia. Du khách quốc tế nhập cảnh cũng như người dân các nơi trong nước đến Kiên Giang tương đối lớn, nhất là ra du lịch ở các đảo. Để giảm thiểu tối đa sự lây lan và chủ động ngăn chặn ứng phó với dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang yêu cầu các sở ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện ngay việc tạm dừng đón khách du lịch quốc tế. Khách du lịch nội địa đến từ các vùng dịch các tỉnh, thành, đang có người bị nhiễm COVID-19, và khách theo đoàn đến tham quan, du lịch kể từ 7 giờ ngày 17, 3 cho đến khi có thông báo mới. Cụ thể, tại các xã đảo, quần đảo ở thành phố Hà Tiên, huyện Kiên Lương, huyện Kiên Hải, và xã Thổ Châu, huyện Phú Quốc, các khu điểm du lịch, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, các khu vui chơi, giải trí, các hoạt động đông người trên địa bàn tỉnh, tạm dừng việc vận chuyển du khách quốc tế đến từ các vùng dịch tỉnh. Thành phố có người nhiễm Covid-19 trên các tuyến thủy nội địa từ bờ ra đảo như tuyến rạch giá đi Phú Quốc và ngược lại, Hà Tiên đi Phú Quốc và ngược lại từ 7 giờ ngày 17/3 cho đến khi có thông báo mới. Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang cũng chỉ đạo bộ đội biên phòng, công an tỉnh, sở giao thông vận tải cảng vụ hàng hải tăng cường kiểm tra, giám sát chặt người dân qua lại biên giới Campuchia đường bộ, đường thủy và cả đường biển. Kiểm soát chặt các tàu du lịch vận chuyển hành khách tham quan các đảo Trung tâm Y tế huyện Phú Quốc cho hay, đơn vị thực hiện cách ly 70 người. Trong đó có 26 người ở khách sạn La Nuc President, nơi bệnh nhân 54 lưu trú, huyện Phú Quốc lấy mẫu xét nghiệm virus 4 trường hợp là khách nước ngoài, có kết quả âm tính. Dự kiến, ngày 17 tháng 3, trung tâm sẽ lấy thêm một số mẫu xét nghiệm những người đi chung trên chuyến bay ngày 9 tháng 3 với bệnh nhân 54 từ thành phố Hồ Chí Minh ra đảo Phú Quốc. Hiện tại, du khách nước ngoài đang du lịch trên đảo Phú Quốc khoảng 7.660 người. Ông Đỗ Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang yêu cầu ngành. Chức năng kiểm soát chặt người nhập cảnh ra, vào đảo Phú Quốc thực hiện việc khai báo y tế bắt buộc. Triển khai diễn tập các tình huống có một số ca nhiễm bệnh, nhiều ca bệnh, và tình huống xấu nhất. Thành lập ngay bệnh viện giã chiến, và các khu cách ly ở đảo Phú Quốc. Ngành, chức năng, đã thông báo tạm ngưng hoạt động của chợ đêm Phú Quốc. Đồng thời cho học sinh, sinh viên trên đảo, được nghỉ học cho đến khi có thông báo mới. Trước đó, ngày 15 tháng 3, Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh có kết quả xác định một du khách nam sinh năm 1987, quốc tịch Latvia, được xác định là bệnh nhân thứ 54 mắc Covid-19 ở Việt Nam. Bệnh nhân cùng vợ sinh năm 1988 đáp chuyến bay thiết kế 162 từ Tây Ban Nha tới thành phố Hồ Chí Minh ngày 8 tháng 3. Ngày 9 tháng 3, bệnh nhân đi Phú Quốc trên chuyến bay QS1521 và lưu trú tại khách sạn La Nuc President từ 9 đến 13 tháng 3. Sau đó, Bệnh nhân về lại thành phố Hồ Chí Minh trên chuyến bay QS1524 và lưu trú tại các khách sạn ở quận 1 và 4. Chiều 14 tháng 3, bệnh nhân có biểu hiện sốt, tự đi khám tại bệnh viện bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với COVID-19. Bạn là người có tiếng nói trong xã hội, hãy bình luận để thể hiện điều đó trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại